tổ có anh cũng làm vlog này. Hôm nay đây là cao thủ câu ghé. Rồi triển khai cần nghĩa. Quay đâu, quay kia. À, quay một cái ngay chỗ đây nè. Một cái này một kia. Đây quay tứ phía luôn cho hỏi. Đây nó có cái đạn dưới nè. Mình quay xe mà sợ. Thử lên. Chờ xíu nó giật giật nó kéo lôi vô. Giật đúng không? Dính đạn đúng không ạ? Từ còn nữa. Nè lên nè. Lên rầu. Lên nè, đấy. con khe gáy. Cái gì vậy chú? Cái lù luôn à? Cái lù bé. Đó, đấy, giật mà. Là nghĩa kéo không được hết mà. Kéo dính rạm rồi, em ngồi đi. Dính con cá thì nó còn lâu ra cho nó dính con cá. Cái lù nhỏ. Nè, rồi thử. Cho nút lửa không? Cho nút lửa không? Vô đưa đi. Đây là đủ. Đây. Nó lên á, đụng nó kéo nhúc căng mà. Đúng không? Phải kéo từ từ thâu. Từ cho anh đi. Đúng không? Thâu luôn. Hình như kéo cá mập sao vậy đâu. Lên nữa không? Đấy, lên đây. Lên. Lâu nữa rồi. Thôi. Ghê theo kìa. Thôi lên luôn đi. Đó, ngon. Về nó con chua. Tuyệt vời.